quý vị, trong chiều 10 tháng 2 năm 2023, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân hạ cánh xuống sân bay quốc tế Brunei lúc 17 giờ theo giờ địa phương, bắt đầu chuyến thăm chính thức Brunei theo lời mời của Quốc vương Darussalam Sultan Haji Hansanan Bolkiah. Để đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân đã được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay quốc tế Brunei. Thái tử kế vị Al Mutadi Billah và phu nhân cùng với Bộ trưởng Bộ Phát triển Dato Juanda, Đại sứ Brunei tại Việt Nam Datin Malai Halima Malai Yusof, Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Văn Khoa và phu nhân cùng cán bộ Đại sứ quán, Đại sứ, Đại biện nước ngoài tại Brunei Darussalam đã ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân. Đây là chuyến thăm chính thức Brunei đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới từ sau Đại hội 13, cũng như kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tới Brunei sau gần 16 năm. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân còn mang ý nghĩa đặc biệt diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1992-2022. Chuyến thăm nhằm giúp tạo xung lực mạnh mẽ, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với Brunei, đối tác kinh tế giàu tiềm năng và là nơi chứng kiến Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN vào tháng 7 năm 1995. Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có buổi hội kiến quốc vương, hoàng hậu và các thành viên hoàng gia Brunei. Dự kiến hai bên sẽ trao đổi và thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp, trong đó có những biện pháp mới mang tính đột phá nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn. Thủ tướng sẽ dự tọa đàm với một số doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Brunei. Ngoài ra, Thủ tướng và phu nhân cũng sẽ đến thăm Trường Đại học Quốc gia Brunei. Thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi trên Thanh niên Online và kênh YouTube Báo Thanh niên.